về mặt âm nhạc cũng như là hình ảnh. Phải nói là bối cảnh của phim quan trọng này phải coi là rất là nặng. Và cả ekip hiện giờ đang chuẩn bị rất nhiều cho những hành trang để bắt đầu ngày bấm máy của phim ngắn này. Xin chào khán giả của Pop Music. Đây là lần đầu tiên Hiếu hợp tác cùng ca sĩ Hồ Việt Trung. Hiếu thiếu làm hài không có được rồi, nhưng mà Hiếu sẽ tham gia một vai trong cái MV được gọi là Giải Cứu Tiểu Thư. Đây là một bước thử nghiệm rất là mới của Hiếu, và Hiếu mong là quý vị khán giả sẽ đón nhận Hiếu và Trung nhiệt tình hơn nhiều nữa. Xin chào các bạn, mình tên là Thu Hương. Hôm nay mình đến với buổi casting phim ca nhạc Giải Cứu Tiểu Thư của sự kết hợp của Hồ Quang Hiếu và Hồ Việt Trung. Em cái gì mà em? Chưa chịu đồn có nữa, lấy người ta đi công chuyện rồi, tao không có đồ mặt đây nè. Để chị sẽ mua cho em đồn bộ mới được không? Mày có tiền mua cho tao bộ đồ mới, sao mày không mua bộ đồ mới mày mặc đi, mày lấy đồ của tao hoài vậy? Mày á, quá đáng lắm. Nếu thật sự mà được chọn trong bộ phim, trong một vai diễn ở trong cái bộ phim ca nhạc này, thì mình sẽ cố gắng bộc lộ hết cái khả năng của mình. Xin chào các bạn, mình tên là Hà Kim Anh. Hôm nay mình đến đây thì mình tham gia bộ phim ca nhạc Giải Cứu Tiểu Thư. Trong buổi casting mình được gặp gỡ Hồ Việt Trung. Anh này thì nhiệt tình, luôn dìu dắt những đứa đàn em như chúng em. Em rất là vui đến với buổi casting này. Nếu như em được chọn thì em sẽ hoàn thành tốt trong vai diễn của bộ phim này. Có làm mỏi chưa? Nhưng mà từ từ rất nghiền. Mà em cũng ok, mà em phải dạng chứ nữa. Hơi nhé. Những cái gì mà ngày xưa Hồ Bình Trung chưa có thể nào thực hiện được. Ví dụ như là ngày xưa thì Hồ Bình Trung chỉ đóng hài thôi. Bây giờ thì Hồ Bình Trung vừa đóng hài nè, vừa ngầu nè, và vừa có hành động như nó nữa. Còn Hồ Quang Hiếu thì ngày xưa là chỉ đóng về ngầu thôi. Và bây giờ thì Hồ Bình Trung bắt Hồ Quang Hiếu phải đóng hài để gửi đến quý vị những nét mới mẻ hơn của hai ca sĩ mà quý vị yêu mến. Rất mong là quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiệt tình phim ngắn này để cho hai anh em có động lực để thể hiện mình nhiều hơn. Xin được cảm ơn.